Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Về Việt Nam vừa rồi, tôi có vô tình cùng với bố mẹ ngồi phòng khách. Và bỗng nhiên phát hiện ra hàng tuần, mỗi một tuần có một lần, có một chương trình Lục Lạc Vàng. Chương trình đó có bốn gia đình nghèo nhất ở một địa phương nào đó. Bởi có một số công ty họ đã tìm kiếm và họ đầu tư. Và mỗi một gia đình đó được tới sau khi xét xong, họ được nhận một đôi bò. Hãy lắng nghe này, một đôi bò con hay là đôi bò nhỡ nhỡ, nó không phải họ mang tới cho gia đình đó khoảng 2 tạ thịt bò, mà 2 con bò cộng với một tập sách dạy cách nuôi bò và phối giống. Không phải là 300 kg thịt bò, mà là 2 con bò cái cộng với lại một tập sách dạy nuôi bò, không phải dạy cách làm thịt, dạy cách nuôi bò và dạy cách bò phối giống. Mỗi một gia đình đó nhận một đôi bò mang về, và sau đó chương trình họ còn lại chiếu thêm một số những hình ảnh của những cặp gia đình trước đó một vài năm đã nhận một đôi bò tương tự như vậy, và bây giờ có một đàn nghé hoặc 4-5 con nghé đã bán đi để đầu tư tiền vào những vấn đề khác nữa. Bạn ơi, đó là một chương trình tôi rất là cảm động. Và tôi nói với bố tôi rằng đây là một ý tưởng rất là hay. Xin Chúa cho người trong Hội Thánh đủ sự khôn ngoan giống như những người ngoại đó. Có những lần Chúa đã dạy học trò của Ngài qua một thí dụ. Nhiều khi con cái sáng láng không khôn ngoan bằng những người ở bên ngoài. Chúng ta xin Chúa cho trang bị cần câu cho những kẻ đói và dạy họ cách câu cá. Tốt hãy cho họ ăn no lúc bấy giờ để cho họ đủ sức lực học cách câu cá. Bạn hãy ban trò cần câu. Đó chính là điều tại sao đến với Chúa Ngài không bố thí cho bạn. Và khi bạn dâng hiến tiền bạc này, hãy nhớ không phải bạn bố thí hay là lập quỹ công đức, mà bạn đang học một cá tính vô cùng quan trọng của người giàu, đó là biết ban cho. Kẻ bùn xỉn ki bo là tư tưởng kẻ nghèo, dù sở hữu bao nhiêu tiền ở trong túi thì hắn vẫn là kẻ nghèo, và kẻ nghèo thì bao giờ cũng nghèo, mặc dù có một khoảng thời gian đang giữ một khoản tiền lớn, nhưng sớm muộn gì số tiền đó sẽ chuyển tới tay của người giàu. Có một quy luật về năng lượng. Năng lượng không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, mà nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Thì tiền bạc cũng y chang như vậy. Luật của thương trường, tiền bạc không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, mà nó chỉ chuyển từ tay người này sang tay người khác và dừng lại ở người nào có cái đầu và đầy sự khôn ngoan. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, xin Chúa thay đổi. Cái này lại là kho chứa, chứ không bắt đầu từ cái này. Tôi đã khuyên một người, một gia đình nọ, nói rằng làm sao để luôn luôn có đủ về tài chính. Tôi nói rằng nếu như muốn có đủ về tài chính thì đầu tiên phải xác định rằng mình đang thiếu về tài chính. Và khi bạn biết rằng bạn đang thiếu về tài chính thì bạn có một nhu cầu cần có mùa gặt về tài chính. Vì nếu như bạn thấy rằng không thiếu thì chắc chắn là bạn không cần có nhu cầu mùa gặt. Và khi bạn có nhu cầu về mùa gặt về tài chính thì bắt đầu bạn sẽ tìm ra phương pháp để có mùa gieo. Và khi bạn đã học cách gieo và chăm sóc cho hạt giống đó thì ngày mùa tới với bạn chỉ là về thời gian thôi. Hãy học gieo thường xuyên để bạn gặt thường xuyên. Và không phải chỉ học gieo mà còn học cách chăm bón cho kết quả của bạn gieo nữa. Amen. Và khi bạn gặt rồi, đừng ăn hết luôn, cuối cùng bị bội thực giống như năm 46 mà phá kho thóc của Nhật vậy. Những kẻ đói mà không phải kẻ gieo đó, nó cướp được đống tài sản đó, nó sẽ ăn một lèo cho đến chết. Còn cái kẻ mà giàu lên bởi sự khôn ngoan và phương pháp gieo thì sau khi gặt rồi nó sẽ vẫn tiếp tục gieo, và mức độ gieo sau đó nhiều hơn lúc ban đầu bởi vì cơ hội nhiều hơn. Bạn tới đây nghe trưởng lão Vượng nói đến với Chúa chớ tay không.
Bạn nói rằng ô như vậy là tôi xấu hổ quá vì không có gì. Bạn có gì đó bạn? Bạn có lời cảm ơn, bạn có lời cầu xin. Bạn nói rằng Chúa ơi, con gieo cho Ngài lời ngày hôm nay để ngày mai con sẽ gặt được những điều mà con cần để mà gieo. Và bắt đầu từ 50 xu, bắt đầu từ 1 euro, kẻ đang nói ở trên sân khấu này là kẻ đã từng áp dụng nó tại Nga như vậy đó. Tôi nói với bố vợ của tôi, nếu không nhờ gieo và gặt, vợ chồng chúng con đã chết ở bên Nga 7 năm trước rồi. Chúa cho tôi và bạn nguyên tắc gieo và gặt. Khi trời còn mọc và lặn thì nguyên tắc đó không bao giờ cũ. Amen anh chị em. Bởi cho nên nếu bạn thực sự thiếu cái gì trong cuộc sống của bạn, hãy chờ đợi ngày mùa của nó. Và nếu bạn chờ đợi ngày mùa, hãy tìm cơ hội để gieo nó. Bạn nói rằng tôi cô đơn, như vậy bạn thiếu tình bạn. Và như vậy hãy bắt đầu gieo tình bạn đi bạn. Đừng đợi người ta tới kết bạn với mình, khó lắm. Người ta không đến tự đâu, hãy đến mà kết bạn với họ. Bạn cuộc đời thiếu nụ cười, bạn đợi người ta cười với bạn à? Hãy bắt đầu từ bạn đi. Nếu bạn sở hữu ít ra nửa nụ cười gọi là cười tủm, hãy cười tủm với họ. Đừng cười mỉa, mà hãy cười mỉm. Nếu bạn không thể mở miệng ra cười được, hãy cười mỉm. Và bạn sẽ bắt đầu được gieo và gặt những điều mà từ người khác tới. Amen. Amen. Hallelujah. Không phải ai là kẻ lân cận của ngươi, mà là ngươi là kẻ lân cận của ai. Điều đó là điều quan trọng. Hãy bắt đầu suy nghĩ, bạn sẽ có những ý tưởng mới. Tôi rất mong muốn ước ao tất cả những người ngồi tại đây, đừng bao giờ suy nghĩ đóng khung ở trong một cái hòm nào. Bạn bắt đầu phải suy nghĩ tư duy độc lập. Hãy nhớ có lần hội thánh của chúng ta ghế kiểu khác. Chúng ta làm tiệc thánh, mọi người đứng xếp hàng, người ta lên theo hàng, và chúng ta cứ làm mãi như vậy. Cho tới một ngày, một cậu thanh niên trong hội thánh gọi điện thoại góp ý rằng: mục sư ơi, ghế thay đổi rồi, mà hình thức tiệc thánh vẫn giữ như vậy. Tại sao vẫn phải lên như vậy, mãi như vậy? Khi mà ngày xưa cái hàng ghế dài như vậy thì mới cần phải đi như vậy. Còn bây giờ làm cách khác, tiện hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn. Tôi bảo amen. Và thực hiện, chúng ta đã thay đổi. Điều góp ý khác với ý của mình không phải là họ chống lại mình. Bởi vậy cho nên nếu có hai câu hỏi đặt cho bạn. Câu hỏi thứ nhất, bạn làm gì để hội thánh tại đây phát triển? Câu hỏi thứ hai, bạn nhìn thấy hội thánh phải làm gì để cho hội thánh phát triển? Hãy suy nghĩ, hãy suy nghĩ, đừng sợ sai. Hãy đưa ra, nước Mỹ đã tạo ra một bầu không khí phát triển những ý tưởng mới. Hãy đi kiếm trong hiệu sách tại Việt Nam quyển sách có tên Quốc gia khởi nghiệp, để biết được rằng tại sao Israel, một quốc gia nhỏ bé như vậy, mà có thể đứng ở trong giữa khối Ả Rập mà không hề bị hủy diệt bằng phát minh của nước đó. Quá nhiều. Bởi vì sao? Họ tạo ra một bầu không khí tự do trong suy nghĩ. Người ta dám nói điều họ nghĩ ở trong đầu. Anh chị em hãy quay sang lân cận nói rằng sự tự do trong tư tưởng rất là quan trọng. Còn ngày nào chúng ta sinh hoạt cùng với nhau, ngày đó tôi xin nhờ ơn Chúa bảo vệ sự tự do trong tư tưởng của anh chị em. Không sợ nói ra ý kiến của mình. Chúng ta muốn hội thánh 3.000 người, chúng ta muốn 7 trung tâm tại Việt Nam được mọc lên. Đòi hỏi mỗi một cái ơn đang ngồi và chôn tại đây này, nó phải bùng phát. Biết bao nhiêu luật sư đang ngồi tại đây, biết bao nhiêu mục sư nhà truyền giáo ngồi tại đây, ngồi tại đây đến bao giờ nữa? Trong khi 90 triệu người Việt Nam chưa có người nào được cơ hội nghe những sứ điệp hàng ngàn lần như tôi và bạn ngồi tại đây. Amen. Hallelujah. Có một điều mà tôi muốn nhắc bạn trước khi vào bài giảng. Nó quan hệ tới tư tưởng của bạn. Giàu hay không nó phụ thuộc vào đây này. Tại sao tôi phải nói nhiều về vấn đề này? Bởi vì nó là cái nguồn Chúa ban cho bạn qua cái ống dẫn quan trọng này. Điều thứ nhất, nếu như mọi sự bạn không chịu suy xét, bạn là kẻ mù quáng. Điều thứ hai, nếu bạn không thể suy xét mọi sự thì bạn là người ngu xuẩn. Điều thứ ba, nếu bạn không dám suy xét mọi sự thì bạn có một tâm trí lô lệ.
Nhắc lại, nếu bạn không chịu suy xét, hãy học cách suy xét mọi sự. Tại sao? Một số lúc thì đeo cà vạt, lúc thì không đeo cà vạt. Lúc thì mặc áo giảng, lúc cởi áo ra. Hãy suy xét. Tại sao việc thánh lúc làm thì lúc làm kiểu khác? Tại sao lúc gọi người lên chữa bệnh, lúc thì lại cặp vợ chồng lên? Hãy suy xét. Tại sao nhiều khi một số nói rằng hãy quay sang lên cạnh bắt tay và nói rằng là một ngày tuyệt vời? Hãy suy xét. Chúng ta đâu có tồi hơn khi bạn đặt những câu hỏi cho mình. Hãy gặp cái người thực hiện điều đó, hỏi họ. Hãy suy xét. Bởi vì khi bạn chịu suy xét, bạn sẽ ra khỏi cái nhà tù có tên là mù quáng. Bạn sẽ nhìn vào một sự việc một cách tổng diện hơn, và bạn có những lối thoát và cách quyết định hay hơn. Là một lối mòn của sự mù quáng. Mù quáng cũng là một kẻ thù mà Chúa Giê-xu đã đóng đinh nó trên thập tự. Có những loại người không thể suy xét, bởi vì không có cái gì để mà suy xét. Thằng bòm nó vác cây tre, nó không thể suy xét được cây tre này vào cái cổng kiểu gì nữa, cứ vác ngang. Nó không suy xét được, bởi vì có ai trang bị cho nó những kiến thức tối thiểu đâu. Tôi và bạn cần phải vượt ra. Mù quáng và ngu xuẩn cũng là kẻ thù mà Chúa Giê-xu đã đóng đinh nó trên thập tự. Điều thứ ba, có những người không dám suy xét nữa. Những người Bắc Triều Tiên, họ không dám suy xét. Một người mà đưa chú của mình, chú rể của mình đứng trước đại bác, xử tử ông ta bằng súng đại bác. Một viên súng trường có thể đã giết chết anh ta rồi, cần gì đại bác. Có những con người họ chấp nhận tư tưởng lô lệ mà không bao giờ đặt câu hỏi tại sao lại thế. Bạn ơi, Chúa nói những kẻ tin ta, những kẻ chịu đọc lời ta, suy ngẫm lời của ta, nhận biết chân lý, thì chân lý đó sẽ giải phóng bạn ra khỏi lô lệ. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng chúng ta cần phải nhận biết Chúa nhiều hơn. Amen, hallelujah. Và khi nhận biết Chúa, càng nhiều bạn càng được phát triển. Khi bạn càng phát triển thì cái kẻ mà giảng lời Chúa đang trao cho bạn một vũ khí nguy hiểm, thì kẻ đó lại càng cần phát triển nhiều hơn. Và chúng ta cùng phát triển. Amen. Và khi bạn phát triển, bạn sẽ lôi người khác tới. Bạn đang nhận lực hút của 500, đó là sự nhận biết và gần gũi Chúa Giê-xu. Và bạn có 500 thế nào thì bạn hút những con người đi theo bạn như vậy. Hãy lắng nghe này, cùng nhận biết, cùng phát triển, cùng lớn lên. Không có sự cạnh tranh tồi tệ ở đây. Đại bàng cùng nhau bay cao hơn. Và như vậy chúng ta cùng phát triển. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng ở trong Chúa đồng phát triển, không có cạnh tranh. Bài giảng ngày hôm nay của tôi muốn chia sẻ với bạn và tôi một đề tài mà chúng ta cần phải học hỏi, đó là đề tài không hề vấp ngã. Làm sao để mà có thể không hề vấp ngã trong khi chúng ta thường xuyên vấp ngã? Bởi vì tôi và bạn một phần nào đó thiếu cái điều mà cần phải nghe ngày hôm nay, cho nên mới hay vấp ngã. Sách Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 24 trở đi đã đưa chúng ta mở đầu đề tài ngày hôm nay, không hề vấp ngã. Lời Chúa Giê-xu kể chúng ta như sau. Trước khi đọc câu Kinh Thánh này, tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện, sau đó đọc câu Kinh Thánh. Cái đây 4 hôm trước, tôi cùng với con trai tôi Jeremy tầm 5 giờ hơn đạp xe đi chợ để mua một số đồ cho mẹ nó. Và khi đạp xe như vậy, trời bắt đầu tà tà tối. Tôi đạp xe sau, ánh đèn chiếu trên đường để cho nó chạy. Mỗi lần xe ô tô chạy ngang qua đường, chúng tôi đạp xe đường, đạp xe đạp, nó là ngoái sang nó nhìn chiếc xe ô tô. Và cuối cùng cậu đâm phải một cái cột, một cái cây, và ngã lăn chiềng ra dưới đất này. Sau khi nó lồm chồm bỏ giày, tôi nói rằng Jimmy, chúng ta hãy bình tĩnh chút nha. Trước khi ba và con đạp xe tiếp, ba muốn hỏi con, tại sao con lại ngã? Con có biết tại sao con ngã không? Hãy trả lời ba câu hỏi đó, sau đó đạp xe tiếp. Nó bảo Jimmy biết tại sao. Tôi hỏi con, tại sao lại ngã? Con ngã bởi vì con hay nhìn ngang nhìn ngửa. Tôi bảo đúng,
Và bây giờ để không ngã nữa con phải làm sao? Nó bảo con phải nhìn vào phía trước, giữ tay lái. Và chúng tôi đi tới đó và trở về không hề một lần bị ngã nữa. Để không hề vấp ngã, chúng ta cần nghe lời của Đức Chúa Trời bây giờ để tìm ra nguyên nhân tại sao chúng ta đã từng ngã. Nếu bạn không đặt và tìm được câu hỏi, câu trả lời tại sao chúng ta đã ngã và đã từng ngã, thì ngày mai không cần nói tiên tri, bạn sẽ lại ngã tiếp. Nếu bạn không bao giờ đặt câu hỏi vì sao vợ chồng bạn hay lục đục, hay va chạm cãi lộn nhau, bạn không đặt câu hỏi cho nên không tìm ra câu trả lời, thì tôi đoán chắc, tôi khẳng định chắc rằng không lâu nữa đâu, ngày mai ngày kia sẽ lại tiếp tục va chạm nữa. Cho nên anh chị em ơi, hãy từ từ làm một việc gì mới, hãy giải quyết những cái cũ ngày hôm qua, tìm ra câu trả lời, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Amen. Amen. Bạn lâu mà chưa đạt tới mục tiêu, không phải vì ô tô hay là chân của bạn yếu, không phải bạn không muốn làm, bởi vì bạn ngã nhiều quá, bạn không làm đường, cho nên ô tô của bạn không chạy được. Hãy bắt đầu dừng lại, làm cho mình một con đường. Và khi con đường nó được thẳng, ô tô đó sẽ phóng hết tốc lực. Thời gian làm đường mất nhiều hơn thời gian đi đó anh chị em. Hãy quay sang người lân cận nói rằng, chúng ta phải làm đường. Đường là đây này. Vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa nước chảy gió lay xô động nhà ấy song không sập vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa nước chảy gió lay xô động nhà ấy thì bị sập hư hại rất nhiều. Người ta đọc đoạn này và bỏ quên hai từ hay là hai danh từ vô cùng quan trọng, đó là trên đá và đất cát. Chúng ta hãy tập trung vào nghe và làm theo lời ta thì là người khôn ngoan, khi mưa sa nước chảy tới nhà không sập. Người dại là người xây nhà mình trên cát và có mưa sa nước chảy tới thì mất. Chúng ta không hiểu rõ cái việc làm của người làm cái nền móng của ngôi nhà trên đá nó vất vả như thế nào. Anh chàng trên cát đó làm nhanh lắm, họ cũng làm cái móng đấy, không phải không làm móng. Nhưng vấn đề ở chỗ là họ, thứ nhất làm cho nhanh, thứ hai họ không biết được môi trường họ đang làm là cát, cần phải đóng cọc sâu hơn chứ không phải làm đơn thuần như người ta. Thành ra anh chị em ơi, làm móng quan trọng, làm móng quan trọng, làm móng quan trọng, làm móng quan trọng. Amen. Có nhiều người vào cái nhà thờ này khen nhà thờ đẹp, họ bảo nhà thờ đẹp lắm. Bạn có bao giờ thấy ai đến nhà thờ này mà khen cái nền không? Có ai vào nhà, vào cái tòa nhà nó cái móng nhà này hay quá, nhìn thấy đâu mà thấy hay. Họ luôn luôn nhìn, cái nhà này 3-4 tầng hay quá, cái nhà này tuyệt vời quá. Có ai khen cái móng này hay thế? Người chủ nhà nói, ông có bị thằng kinh hay sao, nhìn thấy gì mà móng. Mọi người hiểu không? Bởi vậy cho nên chúng ta cần phải hiểu tòa nhà của chúng ta đã phụ thuộc vào cái móng. Bố tôi vừa rồi, hai cha con lên trên các thượng ngắm bắn pháo hoa. Tôi bay về Hà Nội ngày mùng 10 tháng 10 buổi sáng, thì buổi tối ngày hôm đó 30 tụ điểm Hà Nội bắn pháo hoa. Cả nhà tôi nói rằng cả Hà Nội chúc mừng con đấy. Chúng tôi lên các thượng ngắm vì đó, ngày đó là ngày 60 năm ngày tiếp quản thủ đô chứ không phải là ngày mừng cho tôi. Nhưng mà tội gì không vơ vào mình. Đó là hai bố con lên trên các thượng. Không có quan chức nào tiếp đón tôi, nhưng tôi biết rằng 30 tụ điểm Hà Nội đang bắn pháo hoa chúc mừng tôi về Hà Nội. Tôi đứng trên đó và bố tôi mới nói với tôi một điều này. Cái nhà này có 3 tầng rưỡi, nhưng cái móng của nó đó là làm cho 4 tầng rưỡi. Thế ra con có thể sau này xây thêm 1 tầng nữa. Có nhiều cái móng người ta làm cho 10 mấy tầng, nhưng chỉ xây có vài tầng thôi, để thế hệ sau xây tiếp. Nhưng tất nhiên có một số người giỏ mà bây giờ đi vào tù rồi đấy. Cái móng chỉ có 8 tầng mà họ bán nhà thứ 17 tầng. Rồi sau đó chuồn mất, lấy mấy chục tỷ chuồn mất. Bây giờ đang bị truy nã. Bạn ơi, cái móng quyết định tòa nhà, cái móng quyết định độ to của nhà, cái móng quyết định độ cao của nhà. Bạn ơi, nếu như chúng ta không chuẩn bị cái móng của mình, thì chức vụ trong tương lai của tôi và bạn không đi đâu xa hơn được. Amen.
Con của bạn có thể sẵn sàng học mấy tháng về luật, nhưng nó sẽ không bao giờ trở thành luật sư nếu không mất 5 năm, 6 năm để học. Bạn ơi, có những cái mà sau này bạn vẫn học được, nhưng có những cái thời gian qua đi rồi, không bao giờ làm lại được. Amen. Thầy ra cần phải xác định chộp những cơ hội đó. Nghe và làm theo lời của Đức Chúa Trời và suy ngẫm giống như xây nhà trên đá. Phê-rơ 2 đoạn 1. Lá thư Phê-rơ 2. Anh chị em có nhận được điều gì không? Có mệt không? Hãy quay sang người lân cận, vỗ vai nói với họ rằng rất là quan trọng, hãy chú ý nhá. Phê-rơ 2 đoạn 1 từ câu số 1 trở đi nè. Lá thư Phê-rơ 2 đoạn 1 từ câu số 1. Simon Phê-rơ làm tôi tớ và sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ gửi cho những kẻ cay sự công bình của Đức Chúa Trời chúng ta và của cứu Chúa là Đức Chúa Giê-xu Christ đã lãnh phần đức tin đồng quý báu. Hãy nhắc lại với tôi rằng đức tin đồng quý báu. Hallelujah. Ở phía dưới hàng kia, một loạt những bà mẹ, những ông bố ngồi với những đứa con của mình. Những cậu bé trai mà bố nó đang ôm, những cô bé gái mà mẹ nó đang ôm. Ở trong cái bắp cơ của nó có ngần đấy neuron, thần kinh và dây về cơ bắp. Nhưng cơ bắp của nó còn nhỏ hơn so với bố nó, nhưng chất từ bên trong nó giống y hệt như bố nó có. Chỉ cần sau này càng lớn nó càng phát triển thì cái cơ bắp đó càng to dần lên. Sứ đồ Phê-rơ nói, bạn và tôi có đồng một đức tin như Phê-rơ ngày xưa đã có. Bạn không cần phải ra chợ Đồng Xuân hay đến một nơi nào để đào kiếm một loại đức tin khác. Bạn và tôi đã có đồng một đức tin về chất như các sứ đồ ngày xưa. Còn về lượng thì hãy đợi đấy, mấy câu sau sẽ được trả lời. Amen. Trước mắt chúng ta giải quyết, chúng ta cùng một chất lượng đức tin như các sứ đồ ngày xưa. Amen. Tiếp theo, nguyện xin ân điển và sự bình an được ra thêm cho anh em bởi sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta. Cái cơ bắp này nó sẽ được phát triển nhiều hơn khi mà nhận biết Chúa Cha và Chúa Giê-xu được cử động, hành động. Đức tin của bạn đã được nhận như Phê-rơ và các sứ đồ ngày xưa. Chỉ cần bạn nhận biết thêm, sự hiểu biết thêm, nhận biết về Cha, nhận biết về Chúa Giê-xu nhiều hơn. Quyển Thánh Kinh này đừng bỏ nó. Amen. Quyển Thánh Kinh này đừng bỏ nó. Chúng tôi chuyển nhà mới, mua một số và phần lớn là đồ của IKEA. Và ở đó mỗi một đồ IKEA đều có một hộ chiếu của cái tủ đó bên cạnh. Nếu không có cái tủ đó, lắp bạn không lắp xong. Thành ra phải mở cái đó ra và xem kỹ càng họ hướng dẫn như thế nào. Quyển sách này là quyển sách về sự sống của bạn và của tôi. Và khi bạn và tôi cùng nhau xem ở đây và tiếp cận với Đức Chúa Trời thì ân điển sẽ được ra thêm. Amen. Tiếp theo, quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta. Lời Chúa nói rằng mọi quyền phép từ Chúa đã ban cho chúng ta tất cả mọi điều trong cuộc sống này và trong đức tin nữa. Kinh Thánh chép lại ban thêm lời hứa cho chúng ta. Kinh Thánh mà tôi và bạn có trong tay có 32.500 lời hứa. Hãy nhắc lại cùng tôi, 32.500 lời hứa. Cuộc đời chúng ta sống nếu 70 năm hoặc 100 năm, chúng ta chỉ có 36.000 ngày. Có nghĩa là cỡ khoảng 36.000 ngày trong cuộc đời của mình nếu sống 100 năm. Còn nếu sống 70 năm, chúng ta chỉ có hơn 20.000 ngày thôi. Bạn ơi, ở đây có 32.500 lời hứa đủ cho bạn mỗi một ngày sống trên một lời hứa của Đức Chúa Trời. Amen. Bố tôi nói, sang năm ông sẽ viết di chúc. Không biết ngày nào ông đi, nhưng mà ông nói rằng bố nói không phải để hù dọa các con đâu, nhưng phải viết di chúc. Ở trong đó có một số lời trong di chúc hứa khi bố qua đời sẽ có điều gì xảy ra, sẽ tặng cái gì cho ai, cho ai. Đó là lời hứa của một người sẽ qua đời. Còn đây, lời hứa của một đấng không qua đời, của một đấng không hề ngủ gật, của một đấng đã từng chết nhưng không phải là chết mãi, mà còn sống lại để 32.500 lời hứa này. Chúa, Ngài đứng bên cạnh. Amen. Nếu tôi hứa với bạn rằng sẽ cho bạn 100.000 đô,
Nhưng sau đó do bạn ký tên, nhưng tôi qua đời vì một tai nạn. Bạn mang nó đến gặp thằng Danny con tôi, nói rằng hãy đưa 100.000 euro đây. Bảo tại sao? Bố mày hứa. Bảo xin lỗi, bố tôi qua đời rồi, hãy gặp ông ấy ra ngoài mộ mà gặp. Còn tôi là Trần Daniel, một người đã chết rồi không thực hiện lời hứa. Bởi vậy cho nên luật pháp cho phép khi vợ qua đời được lấy người khác, bởi vì lúc đó giao ước đã bị phá hủy rồi. Bạn ơi, Chúa sống để mà làm thành lời hứa trên đời sống của chúng ta. Amen. Amen. Câu kinh thánh tiếp theo. Mỗi một lần chúng tôi đói ở bên Nga, và tôi nói rằng anh ơi, nhà hết đồ ăn rồi. Chúng tôi đã nắm tay nhau lại, và không phải dễ đâu. Lúc đó lập tức tôi đến với Chúa, cầu nguyện: Chúa ơi, Ngài kêu gọi chúng con hầu việc Ngài, con còn nhìn thấy bức tranh đó. Như vậy đói ngày hôm nay không thể chết được. Và nếu như không thể chết được thì Ngài có lối thoát. Còn việc của chúng con bây giờ không để cho tư tưởng tiêu cực chết đó lọt vào chúng con. Và chúng tôi dẫn nhau đi dạo chơi hoặc đi ăn một cái gì đó ở ngoài quán. Lời hứa quan trọng. Lời hứa quan trọng. Tiếp theo lời Chúa nói rằng, câu 5: Vậy nên về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức. Câu bật lên màn hình không cho mọi người nhìn thấy. Ở đây lời Chúa nói liệt kê ra 7 tố chất để cho đức tin của bạn được trọn vẹn. Những người tin Chúa đã có đức tin rồi, nhưng đức tin đó cần phát triển như thế nào? Nó cần 7 tố chất này. Một này, về phần anh em, phần vừa trên á, chúng ta được nghe rằng Chúa đã ban cho quá khứ, ban cho quyền năng để bạn sống thành công và đức tin của bạn được phát triển. Và phát triển như thế nào là việc của bạn cần phải làm. Về phần anh em, phải gắng hết sức. Hãy nhắc lại cùng tôi: hết sức. Cái này không phải là chú muốn thì thành, không muốn thì thôi, số nó thế, đời nó thế. Chú muốn giàu thì con giàu, chú muốn nghèo cố cũng không thể giàu được. Chúng ta không sống theo số phận kiểu như vậy. Nhưng lời Chúa nói rằng Chúa muốn cho tất cả chúng ta đều giàu có, thịnh vượng và được ơn. Bởi vậy cho nên về phần anh em, phải gắng hết sức mình thêm cho đức tin. Đức tin đã có sẵn rồi. Khi bạn tiếp nhận Chúa Giêsu đã có đức tin trong lòng rồi. Nhưng đức tin giờ cần phải được nuôi sống, cần phải được phát triển. Thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức học thức, thêm cho học thức tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tôn kính, thêm sự tôn kính tình yêu thương anh em, thêm tình yêu thương anh em lòng yêu mến. 7 tố chất quan trọng. Hãy nhắc lại cùng tôi 7 điều quan trọng. Và bây giờ chúng ta cùng nhau lần lượt trong ít phút để kết thúc. Thứ nhất, để cho đức tin được phát triển mạnh mẽ, bạn phải có sự nhân đức. Nhân đức ở đây đó, nó có thể hiểu rằng là sự sống đạo đức tốt bụng trên người khác. Có thể nó là sự can đảm thuộc linh bênh vực cho lẽ thật. Bạn bất chấp sự thiệt hại về người và của bạn, giống như những người tử vì đạo, những người chịu khổ vì tin lành. Đây là sự nhân đức như vậy. Và sự nhân đức này cần phải có học thức nữa. Đức tin cần có sự nhân đức. Vì có nhiều khi một người chân đau đau như vậy, bạn bởi đức tin của bạn kéo họ lật sạch như vậy trong khổ sở. Đức tin của bạn đang làm hại người khác. Cho nên đức tin phải có sự nhân đức, phải có sự đồng cảm với người khổ. Khóc cùng kẻ khóc, vui cùng kẻ vui. Mọi người hiểu không? Có một số người họ hiểu đức tin có nghĩa là tuyên xưng như thế này này: tôi đang bị đau, tuyên xưng hết đau nhưng vẫn còn đau. Hãy phân biệt giữa làm chứng dối với lại tuyên xưng đức tin. Tuyên xưng đức tin có nghĩa là tôi vẫn còn đau, nhưng tôi tin lời hứa của Ngài chữa lành cho tôi. Chứ không phải là tôi hết đau rồi, nhưng ngày mai lén đi bệnh viện. Cái đó là nói dối. Bật lên đức tin, thêm cho đức tin sự nhân đức. Nhưng sự tốt bụng này, sự nhân đức này phải có học thức. Học thức này không phải là từ thế gian, mà học thức này nó là sự hiểu biết chân lý thuộc linh. Những chân lý được viết trong lời của Đức Chúa Trời, sự gần gũi Chúa. Nếu như bạn có lòng tốt mà thiếu sự khôn ngoan như Salomon có trong sách Châm Ngôn với Tết, thì bạn là kẻ dễ bị lừa. Người từ bi nhưng lại ngu quá, người hiền mà lại dại quá. Bởi vậy cho nên sự tốt bụng nó cần phải có học thức. Bạn mang cũng 2 con bò đó với quyển sách dạy nuôi bò và phân giống, khác với 1-2 bao tải thịt mang tới cho họ, họ sẽ bán hết và ăn hết, còn nghèo vẫn hoàn nghèo. Thành ra sự nhân đức thêm sự khôn ngoan học thức vào.
Nhưng mà học thức đó thì lại cần tiết độ. Nhiều khi bạn mải mê làm một điều gì đó, quên hết mọi sự khác. Bạn không còn để ý tới những việc mà việc đời nữa. Thế ra chúng ta cần phải có vợ tôi hay góp ý anh ạ. Mỗi lần anh đọc sách anh quên hết tất cả. Anh quên chăm sóc con, anh quên dạy nó học. Có nhiều khi đó đọc một quyển sách thuộc linh là mình cũng mắt thuộc linh, đầu thuộc linh, cơ thể thuộc linh, mạch thuộc linh, chỉ riêng có ăn là không thuộc linh thôi. Cần phải tiết độ đúng giờ giấc. Không phải là chúng tôi bên Nga hay nói đùa, tất cả những người học đại học ở bên Nga chúng tôi hay gọi là dân tri thức. Dân trí thức, định nghĩa trí thức có nghĩa là những người có trí để thức đêm, gọi là dân trí thức. Những người mà thức đêm ngủ ngày gọi là dân trí thức. Cần phải tiết độ anh chị em. Tiết độ đây cũng là sự nghiêm khắc với xác thịt của mình. Có những cái mình không sống luông tuồng. Phaolô nói tôi nghiêm khắc với xác thịt của tôi để tôi và những người nghe tôi được cứu. Thêm cho tiết độ sự nhịn nhục. Cái người tiết độ là người rất đúng giờ giấc. Và người đúng giờ giấc này hay đòi hỏi người khác cũng phải giống hệt như mình. Chúng ta cần phải nhịn nhục hơn với người khác. Hãy tiết độ và nghiêm khắc với chính mình. Nhưng với những người khác hãy độ lượng. Amen. Mỗi một lần đi nhóm hay đi đâu là tôi hay bị thúc hai thằng con. Nhanh lên. Thằng kia cứ từ từ. Nhanh lên. Vì bố nó luôn nhanh, mẹ nó luôn nhanh, vì nó chuyên nghiệp thôi. Còn trẻ con, đứa 6 tuổi, đứa 11 tuổi, nó còn mải mê lắm. Và như vậy cần phải thông cảm, tuổi nhỏ, dạy nó sớm hơn 15 phút. Cho nó tỉnh táo thêm chút nữa, để không hất nước vào mặt nó. Và bắt đầu từ từ, từng bước một, cho nó dần dần, nó đi vào cái chiều. Mình có thể làm 30 phút là xong tất cả, nhưng con chúng ta có thể mất 1 tiếng đồng hồ. Tối hôm trước cho nó ngủ sớm hơn, để ngày hôm sau đánh thức nó sớm hơn. Và khi nó làm và sớm hơn như vậy, mình đỡ phải quát. Amen. Amen anh chị em. Bởi vậy cho nên thêm cho tiết độ sự nhịn nhục. Hãy thông cảm với những người già, hãy thông cảm với những người yếu đức tin hơn mình. Đừng bắt con của mình mặc cái quần của bạn. Amen. Jamie mặc quần của bố nó và đi giày bố nó, chạy thi là chết rồi đấy. Thành ra ở mức độ đức tin nào hãy đồng đi mức tin đó. Thêm cho nhịn nhục sự tôn kính. Tôn kính đây là những cái nguyên tắc về thuộc linh. Sự nhịn nhục có khi trở thành nhu nhược. Và nhu nhược này nếu không có chuẩn mực của thánh kinh, nó càng ngày càng bị dìm sâu xuống trong sự hèn nhát. Bởi vậy cho nên sự nhịn nhục để mà không trở thành nhu nhược, nó cần có những tiêu chuẩn chân lý thuộc linh đứng để chúng ta là hải đăng để bạn đưa tới. Amen. Amen. Và sự tin kính, thêm cho sự tin kính là tình yêu thương anh em. Tình yêu thương anh em khác với yêu thương những người bên ngoài. Anh em đây là những người trong một nhà. Và lời Chúa nói rằng khi các ngươi yêu thương nhau thì người ngoài nhìn thấy các ngươi là môn đồ của ta. Bởi vậy cho nên hãy đùm bọc yêu thương lẫn nhau, hãy giúp đỡ lẫn nhau. Và lời Chúa nói tiếp rằng thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến mọi người. Đây là tình yêu agape, tình yêu mặc dầu, yêu cả kẻ thù của mình và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ. Để kết thúc bài giảng, bật tiếp những câu kinh thánh phía sau cho đến câu số hết câu số 11. Vì nếu các điều đó là điều gì anh chị em? Là 7 điều trên. Nếu 7 điều trên có đủ trong anh em và đầy giấy nữa thì ắt chẳng để anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta đâu. Nhưng ai thiếu, không phải ai mất nhá, không phải ai không có đủ nhá, chỉ cần thiếu thôi. Ai thiếu những điều đó thì thành ra người cận thị. Ai là người cận thị? Ngồi đây giơ tay tôi xem nào. Thử tháo kính ra xem. Bạn thử ngồi tháo kính ra nhìn tôi xem. Thế bắt đầu thấy được người cứ bay. Người loa. Thấy bỗng nhiên tôi lòe thế mới kia. Người cận thị là một ràng chớm của sự bị mất cái khả năng nhìn. Ai thiếu những điều đó thì thành ra người cận thị. Mức độ đầu tiên này. Nặng hơn là người mù. Có nhiều khi cận thị tới dương 12, tới cộng 13, càng ngày càng ù. Mỗi lần nhìn thấy mắt một tí này để nhìn thật rõ và không còn nhìn thấy gì nữa. Mức độ cuối cùng là sau khi mù rồi là quên hẳn sự sạch tội mình ngày trước. Có nghĩa là đánh mất sự cứu rỗi. Kinh không? Nếu như 7 cái điều phía trên mà tôi vừa phân tích đó, là 7 điều gì? 7 điều đó là gì? Nhân đức, học
thức, tiết độ, nhịn nhục, tin kính, tình yêu thương anh em, tình yêu thương mọi người. Bảy điều này mà chúng ta đánh mất hay là càng ngày càng bị mai một thì chúng ta sẽ trở thành người cận thị, mạnh hơn nữa trở thành người mù. Và cuối cùng người mù vẫn sống nhá, người ta đi đường vẫn thấy sống bình thường nhá. Nhưng mà cái người mà xa hơn mù nữa là mất sự cứu rỗi, có nghĩa là người chết đấy. Quên hẳn sự sạch tội mình ngày trước. Tiếp theo câu Kinh Thánh: vậy hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã. Bốn câu cuối cùng, không hề vấp ngã, nó chính là chủ đề đầu tiên được nêu ra. Vậy hỡi anh em, hãy chú ý, hãy thật cẩn thận. Nếu bạn đi đường thấy có một cái bảng stop, là lập tức xe của bạn phải stop và đếm 21, 22. Ai muốn soạn dịch? Sao ai muốn soạn dịch? Và sau đó phóng tiếp, có nghĩa là hãy chú ý, tai nạn, nguy hiểm, mất bằng, mất mạng. Đầu tiên là mất bằng, sau đó là mất mạng ngươi và mất mạng người khác. Vậy anh em hãy chú ý, là stop, hãy cẩn thận, cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và lựa chọn mình. Hãy nhắc lại tôi hai từ: chọn lựa và kêu gọi. Tất cả chúng ta đây đều được chọn lựa khỏi thế gian này, đó là sự tái sinh. Còn mỗi chúng ta đây được Chúa kêu gọi trong một lĩnh vực mà bạn được Chúa ban ơn cho mình rồi. Thành ra để mà cho hai điều này được phát triển rõ hơn thì bảy yếu tố quan trọng về thuộc linh mà tôi vừa nêu ra ngày hôm nay sẽ giúp cho bạn không hề vấp ngã. Mời anh chị em đứng dậy nào. Ai nghe và làm theo lời ta sẽ giống như người xây nhà trên đá. Họ ngày và đêm đào móng đổ bê tông. Họ suy xét trong môi trường này cần mất bao nhiêu thời gian. Họ nghiên cứu sức bền vật liệu. Họ nghiên cứu về địa chất. Và sau đó họ đào móng thật là sâu. Họ làm chậm và chắc. Sau đó họ gia cố đổ bê tông và mới dựng nhà. Còn anh chàng dài biết rằng đây là cái đất cát, nhanh lắm, không cần phải làm gì nhiều, cứ ăn húp chơi thoải mái. Rồi đến lúc mình làm là làm xong cái nhà, nhanh bằng thằng kia mất 3 tháng. Nhưng bạn ơi, cái vấn đề ở chỗ khí hậu lại không phải lúc nào cũng ôn hòa. Có những lúc khó khăn, sông có lúc chảy ngược. Và cuối cùng khi gió thổi, mưa xa thì bắt đầu kết quả xảy ra. Nhà mà xây trên chỗ dễ dãi cát, không có nền móng, nó trôi tuột cả nhà. Và tiếc nhất, cái công không phải là cái nhà, mà bao nhiêu tiền bạc nội thất được trang bị từ bên trong cũng bị tiêu tán hết. Công thành ra công cốc. Còn nhà bên cạnh mất thời gian lúc ban đầu, vì thời điểm tới ông đã làm. Còn bây giờ thời điểm khó khăn tới để thử thách thì đứng vững. Và cho nên anh chị em ơi, đây là thời điểm để bạn và tôi gia cố thêm 7 chất trong cái bê tông nền tảng của bạn. Hãy thêm xi măng, hãy thêm vôi, hãy thêm cát, hãy thêm cái gì nữa, ông cần biết, bảy gì nữa, ruột thép, bảy chất trong cái móng nhà đức tin của bạn trong tương lai. Và bây giờ hãy đến Chúa cầu nguyện. Trời ơi, Chúa con cảm ơn Ngài vì lời của Ngài ngày hôm nay. Ô Chúa con tôn cao danh của Chúa, không phải chỉ tin Chúa xong là đủ, mà chúng con cần phải bước vào sự kêu gọi trọn vẹn của Ngài nữa. Mà chúng con cần phải nhận biết chân lý. Và chân lý mà chúng con nhận biết đó sẽ giải phóng chúng con khỏi tất cả mọi sự mù quáng, khỏi tất cả mọi sự ngu xuẩn, khỏi tất cả mọi tâm trí lô lè. Hãy giúp cho chúng con những lời của Ngài. Và lời đó giống như màng lọc, bất cứ một sự gì chúng con nhìn thấy xảy ra trong cuộc đời chúng con đều đi ngang qua màng lọc đó, đều qua tọa độ chính xác đó, để chúng con xác định tọa độ của điểm ở giữa không trung này. Chúng con cảm ơn Chúa, Chúa con tôn cao danh của Ngài. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.